Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết chiều tối nay và ngày mai 10 tháng 11. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Miền Bắc tăng nhiệt mạnh trước khi chuyển rét kèm mưa dông. Bờ kè kênh Phú Lộc Đà Nẵng sụt lún, sạt lở do mưa từ đầu mùa. 2023 là năm nóng nhất trong lịch sử. Thưa quý vị, theo dự báo, năm nay miền Bắc sẽ có khoảng 3-4 đợt không khí lạnh trong tháng 11. Hiện tại, miền Bắc đang duy trì thời tiết nắng ấm, nền nhiệt cao. Cuối tuần này có đợt không khí lạnh mạnh hơn nhiều so với những đợt trước khiến trời chuyển rét. Theo lịch vạn niên, ngày 7 tháng 11 vừa qua chính thức bước vào tiết lập đông và kéo dài đến ngày 21 tháng 11. Đây là khoảng thời gian giao thoa giữa nắng khô của mùa thu, đôi lúc nóng và một số ngày mưa nhỏ, kèm gió mùa đông bắc về, thời tiết chưa chuyển rét. Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng nhận định trước đó, năm nay do hiện tượng El Nino, thời tiết nhiều nơi trên thế giới có nhiệt độ ấm bất thường, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Cho đến thời điểm này, chưa có đợt lạnh nào, thời tiết vẫn nắng và khá nóng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, khoảng 12-13 tháng 11, miền Bắc khả năng có đợt không khí lạnh gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 11 tháng 11 có mưa rải rác. Đợt không khí lạnh này được nhận định mạnh hơn nhiều so với những đợt trước, khiến cho trời chuyển rét từ khoảng 13 tháng 11 ở miền Bắc. Nhiệt độ thấp nhất dự báo 18-20 độ ở khu vực đồng bằng, cao nhất 21-23 độ. Ở vùng núi Trung Du khoảng 15-17 độ, cao nhất 19-21 độ. Từ khoảng 13-17 tháng 11, không khí lạnh mở rộng vào miền Trung, Bắc Trung Bộ từ khoảng 13 tháng 11 trời chuyển lạnh. Cùng thời điểm này, nhiễu động gió đông và đông nam từ biển vào hội tụ với không khí lạnh gây mưa lớn diện rộng ở ven biển miền Trung từ 13 tháng 11 hoặc sớm hơn. Đợt mưa này cũng có thể hình thành hai cụm mưa như đợt trước hoặc cuốn chiếu từ khu vực Nghệ An tới Khánh Hòa. Nam Bộ những ngày này chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Ngoài ra, cơ quan khí tượng cảnh báo trong tháng 11 này khả năng xuất hiện khoảng từ 1-2 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Đây cũng là thời kỳ các đợt mưa vừa, mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ còn xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong chiều tối nay và ngày mai 10 tháng 11. Bắc Bộ, chiều và đêm nay không mưa, nền nhiệt duy trì trạng thái dễ chịu. Sáng sớm ngày mai có thể có sương mù và mưa vài nơi. Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Sang ngày mai trời nắng, chiều tối có mưa rào rải rác. Còn tại Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Sang ngày mai, ban ngày nhiều mây, vài nơi có mưa rào và dông. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, về đêm và sáng sớm có sương mù, nhiệt độ thấp nhất 23-26, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5-2,5 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa.
phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, phía Nam gió nhẹ, sóng cao 1-2 mét. Ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai mùng 10 tháng 11. Thủ đô Hà Nội tăng nhiệt, mây thay đổi, sang ngày mai trời duy trì nhiệt độ mát mẻ, không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thành phố Vinh, chiều tối trời nhiều mây, sang ngày mai trời không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Thành phố Huế, về chiều tối trời không mưa, nhiều mây, sang ngày mai có mưa rào và mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Thành phố Đà Nẵng, trời có mây, không mưa, nhiệt độ mát mẻ, dễ chịu, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, về chiều tối, trời mây thay đổi, sang ngày mai có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thưa quý vị, nhiều đợt mưa lớn tại Đà Nẵng trong tháng 10 vừa qua đã gây sạt lở nghiêm trọng tại bờ kè kênh thoát nước Phú Lộc ở phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê. Hiện nay, lực lượng chức năng đã tạm thời gia cố đoạn sụt lún này bằng bao cát và răng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm. Đoạn sạt lở bờ kè kênh thoát nước Phú Lộc, đoạn ngã ba kênh Kè Cạn và Phú Lộc, gần trạm xử lý nước thải Phú Lộc đang bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hàng chục mét, lan rộng đến sát vỉa hè đường Yên Khê 2. Người dân địa phương cho biết tình trạng sạt lở kéo dài từ sau đợt mưa lớn ngày 13 tháng 10 vừa qua. Sau khi phát hiện hư hỏng và nhận phản ánh của Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê, công ty đã liên hệ với Trung tâm Quản lý Hạ tầng Đô thị Đà Nẵng, xác nhận hiện trạng, rào chắn, cảnh báo, gia cố tạm bằng các cọc tre, bao cát và vải địa kỹ thuật. Ngày 20 tháng 10, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Xây dựng, công ty đã gia cố thêm cọc tre, đóng sâu và dày hơn tại vị trí mái ta luy bị sạt lở, mái ta luy sông Phú Lộc, gia cố thêm bao cát vị trí vượt mái để tăng cường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này. Theo ghi nhận, sạt lở đã khiến cho bờ kè kênh Phú Lộc bị bong chóc, kết cấu bê tông, cốt thép bị phá vỡ, sụt lún nặng, gây nguy hiểm cho người dân khi di chuyển qua đoạn đường này. Sáng ngày 7 tháng 11, khu vực sạt lở đã được nhân viên của công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng gia cố tạm thời bằng bao cát. Đến chiều cùng ngày, công tác khắc phục sạt lở bị tạm dừng do mưa lớn xuất hiện trên địa bàn. Đến nay, công tác khắc phục vẫn đang tiếp diễn. Về biện pháp lâu dài, theo ông Hà Văn Thanh, giám đốc công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, thành phố cần bố trí nguồn kinh phí xử lý sửa chữa tại các vị trí hư hỏng. Do tuyến sông Phú Lộc có quy mô lớn, có tính phức tạp về yếu tố kỹ thuật nên công ty đề xuất giao cho đơn vị tư vấn chuyên ngành nghiên cứu thực hiện giải pháp kiên cố vị trí mái ta luy bị sạt lở tại tuyến đường Yên Khê 2 bên cạnh trường tiểu học Lê Văn Tám. Cùng với đó thực hiện giải pháp bê tông hóa phần mái ta luy, trồng cỏ bởi hiện nay khi có mưa lớn, nước trên các tuyến kênh dâng cao vượt qua phần mái bê tông gây sụt đất mái ta luy, sạt lở vỉa hè của các tuyến đường hai bên bờ sông. Thưa quý vị, theo các con số thống kê ghi nhận được của các nhà khoa học thế giới, năm 2023 gần như sẽ là năm nóng nhất của lịch sử loài người. Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật thời tiết này. Vậy nguyên nhân là gì? Xin được mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe những phân tích dưới đây. Bà Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu nhận định mùa hè năm 2023 có nhiều kỷ lục nhiệt độ được ghi nhận. Trong đó, tháng 5 nóng đỉnh điểm do tác động của việc nóng lên toàn cầu, chứ chưa phải là tác động của El Nino. Tháng 4 có 4 đợt nắng nóng diện rộng, trong đó tại Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ kéo dài 8 ngày, nhiệt độ phổ biến cao hơn 1 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Tháng này có 12 kỷ lục nhiệt độ được ghi nhận. Tháng 5 nóng nhất mùa hè năm 2023 với 5 đợt gay gắt và đặc biệt gay gắt trên diện rộng. Các kỷ lục ở miền Trung được ghi nhận từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Có 21 kỷ lục nhiệt độ được ghi nhận trong tháng 6, tất cả ở Bắc Bộ, tập trung ở Sơn La với 7 kỷ lục. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino là từ được dùng để chỉ hiện tượng nhiệt độ nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và phía đông Thái Bình Dương cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 độ C trở lên, thường kéo dài 8 đến 12 tháng, với tần suất lặp lại khoảng 3 đến 4 lần một năm. Sau 3 năm ảnh hưởng của La Nina gây mưa lũ lớn, ENSO hiện đang chuyển trạng thái trung tính. Dự báo hiện tượng El Nino có thể xuất hiện vào nửa cuối mùa hè năm 2023 và duy trì đến năm 2024 với xác suất khoảng 70-80%. Trong điều kiện El Nino, ở hầu hết các vùng trong cả nước, nhiệt độ trung bình các tháng có xu thế cao hơn bình thường, nắng nóng có thể nhiều hơn và gay gắt hơn, khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối. Hoạt động của bão hoặc áp thấp nhiệt đới có thể không nhiều nhưng tập trung nhiều vào giữa mùa, tính chất dị thường hơn, cả về cường độ và quỹ đạo. Điều đáng lưu ý là El Nino thường gây thâm hụt lượng mưa ở đa phần diện tích cả nước với mức phổ biến từ 25-50%. Vì thế, nguy cơ cao xảy ra khô hạn cục bộ hoặc diện rộng ở những nơi có nhu cầu dùng nước nhiều cho sản xuất và sinh hoạt.
trong các tháng mùa khô năm 2023. Dựa trên một số thống kê khí hậu, vào thời kỳ chịu tác động của El Nino, khu vực Việt Nam có một số biến động đáng lưu ý như trung bình mỗi tháng có 0,42 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, ít hơn trung bình nhiều năm khoảng 28%. Hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới có thể không nhiều nhưng tập trung nhiều vào giữa mùa, tiềm ẩn tính chất dị thường về cả cường độ và quỹ đạo. Trong những năm El Nino, số đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta ít hơn bình thường, chỉ bằng 70% trung bình nhiều năm. Thời gian kết thúc hoạt động của không khí lạnh ở Việt Nam sớm hơn bình thường. Nhiệt độ trong điều kiện El Nino trung bình các tháng đều cao hơn bình thường. Mùa đông chênh lệch rõ rệt hơn mùa hè. Các khu vực phía Nam chịu ảnh hưởng nhiều hơn phía Bắc. Để ứng phó với El Nino, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có công văn báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai về cảnh báo tác động của El Nino, thông tin cho các bộ ngành địa phương có phương án ứng phó, cung cấp kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo nguồn nước phục vụ các bộ ngành địa phương, xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp. Với khả năng cao El Nino sẽ duy trì sang đầu năm 2024, thì chúng ta cần rà soát đánh giá nhu cầu dùng nước cho sản xuất và sinh hoạt để có điều chỉnh kế hoạch phù hợp. Đặc biệt là đối với vụ hè thu ở Bắc Trung Bộ, Trung Bộ hay các khu vực có hoạt động phát triển du lịch lớn trong những tháng mùa khô năm 2023-2024. Thưa quý vị, như vậy do ảnh hưởng của không khí lạnh, vào cuối tuần này, miền Bắc có thể đón mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ bắt đầu giảm dần để chuẩn bị hứng đợt không khí lạnh tới. Tuy nhiên, vào đêm nay và ngày mai, nhiệt độ tại miền Bắc vẫn duy trì mát mẻ, ban ngày hứng nắng, sáng và đêm có sương mù, trời se lạnh. Cùng thời gian này, các đợt mưa vừa, mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ còn xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông. Người dân nên theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về diễn biến thời tiết để có thể chủ động lên kế hoạch, sắp xếp lịch trình công việc và học tập hợp lý. Đến đây, thời lượng của chương trình đã hết. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.